Cái đầu con dính vậy để má gỡ cho. Má ngóng chờ hơn 10 năm nay rồi đó con. Thiệt tình, tụi bay cứ xìu xìu ẩn ẩn. Tao nói luôn cả hai đứa luôn đó. Mừng chi không biết, nội năm nay phải có tin hỷ cho tao à. Dạ, con biết rồi. Đưa đây, má lạc phụ cho. Em nè, chỗ ở mới em có thích không? Ở tạm vài tháng thôi mà, vài tháng nữa là em ra trường rồi phải không? Ở chỗ đó thì thoải mái, nhưng mà ở chung đụng với hai ba người, anh sợ em không có quen. Anh Nam đừng có lo quá, hai ba chị em gái ở chung với nhau thì vui mà. Chỗ đó sạch sẽ, em chỉ cần có nhiêu đó thôi. Hai ba tháng nữa em ra trường là em về dưới luôn. Lúc đó em là đồng nghiệp của anh đó. Ừ, vậy em ráng lên ha. Anh về dưới, hễ rảnh anh lại lên thăm em. Chuyện ăn uống em cũng không phải lo, em cứ góp tiền ăn chung với chủ nhà để dành thời gian học bài với lại nghỉ ngơi, nghe chưa? Nhưng mà như vậy có phiền người ta quá không anh? Phiền cái chi mà phiền chứ, chủ nhà là người bà con với anh mà. Thôi, em về nghỉ ngơi đi, anh ra bến xe nha. Để em tiễn anh ra bến xe. Thôi mà, em về nghỉ ngơi đi. Đưa tiễn chi cho nó bệnh rịnh vậy. Anh về dưới 5 bữa 10 ngày là anh lại lên à. À, lần sau anh lên đây anh mang mận lên cho em ăn nha. Dạ. Anh đi nghe. Dạ. Đây là món bánh canh cá lóc, đặc sản quê mình. Chắc lâu lắm rồi anh chưa ăn lại đúng không? Món ruột của anh đó, em mới nấu hả? Anh ăn luôn đi cho nóng. Một lát nữa anh mới mang cục với anh. Nè, hay là ngày mai anh đưa em đi lựa vải để may đồ cưới nha. Dạ. Em thích màu gì? Anh định thích màu đỏ. Nếu như màu đỏ mà em đổi sang ren trắng, xinh lắm đó. Anh biểu sao thì em nghe vậy, không có ý kiến gì hết. Sao mà ngoan dữ vậy? Chỉ ngoan với một mình anh thôi. Anh tu từ kiếp trước nên kiếp này anh mới được gặp em. Có đổi ngàn vàng anh cũng sẽ không bao giờ đổi. Công lao của em rất lớn, đã không bỏ mặc má anh một mình trong lúc gia đình anh hoàn nạn khó khăn, mà một lòng hiếu thuận phụng dưỡng chăm lo cho má anh như vậy, anh cảm kích lắm. Em không nghĩ ngợi chi lớn lao cả, tất cả những việc em làm đều xuất phát từ trái tim, không so đo, không tính toán. Bởi vậy, dù anh có ở phương trời xa xôi cách biệt, anh cũng nguyện một lòng chung thủy, chưa bao giờ anh lơ là một phút nào cả. Thôi, anh ăn đi. Nghĩ chi mà nghĩ hoài vậy? Một lát để em ăn với anh nghe. Tại sao phải đến lúc này? Tại sao mọi chuyện phải thành ra như vậy? Bùi Huy Hoàng có thật sự đáng chết không? Còn Quang Dũng, thật sự có phải là bến đỗ thiên đường không? Còn mình, thật sự thì mình là ai đây? Nhưng nếu như không nghe lời Quang Dũng thì cuộc sống của mình ắt sẽ trở nên tồi tệ. Bởi vì bây giờ với anh Quang Dũng
mình như một con chim được nhốt ở trong lòng. Nếu như chủ không cho thức ăn thì sẽ đói và chết. Còn nếu mình phản bội lại Quang Dũng thì mình cũng chỉ có một con đường chết. Đã đến nước này thì buộc Bùi Hiếu Hoàng phải là kẻ thế thân. Ông Kim Phát, ông Kim Phát, ông Kim Phát đâu rồi? Ông Kim Phát, có chuyện chi vậy cậu chủ? Ông bận cái gì dưới đó? Đang nấu cơm. Nè, nhà sắp sửa có tiệc, ông coi dọn dẹp dần đi là vừa. Nè, góc bàn nè, góc tủ nè, đảm bảo cho tôi là không có hạt bụi nào, nghe chưa? Cậu ơi, có mình tôi hả cậu? Mà hàng ngày tôi lo cơm nước, giặt giũ, rồi lau chùi nhà cửa, tôi mằn muốn chết luôn mà không hết chuyện đó, đó cậu. Mà nhà mình sắp sửa có tiệc tùng chi? Ông đừng có giả bộ. Chuyện này là chuyện vui của tôi với thằng Quang Dũng. Tụi tôi vừa mới mua được nhà của thằng Hai Hoàng. Hổm rầy y xèo, ông biết rồi mà còn đứng đó giả bộ nữa hả? Trời ơi trời, Kim Ngân ơi là Kim Ngân, con ngu quá vậy con? Trời ơi, tôi tức quá, tao đẻ ra mày mà ngu quá vậy? Ê, ông lầm bầm, ông chửi ai vậy? Ông chửi tôi đó hả? Đâu có chửi cậu đâu, ông đang than thân trách phận. Than thân trách phận ha? Ông già mồm lắm đó nghe chưa? Còn đứng đó làm cái chi? Lo bằng việc đi nè. Dạ. Anh mệt chưa? Chi vậy em? Tính rủ anh đi đâu nữa hả? Em tính nói là hay mình quay lại tiệm may hồi nãy, hồi lại đồ đi. Sao phải hồi? Em thấy mắc quá à. Em thấy không nhất thiết phải mặc đồ cưới mắc như vậy. Hay là mình về tiệm may gần nhà đi, mà cũng được lắm, mà giá lại rẻ nữa. Chuyện này anh không chịu em được rồi. Mình đã lỡ đặt cọc, người ta cũng đã lấy ni của em, giải thì cũng đã chọn rồi. Bây giờ sao mình hồi được? Chuyện cưới xin đó, mà em cứ nói tới nói lui, rồi hồi này hồi nọ là không có hên đâu. Ồ, vậy hả? Em không biết. Em xin lỗi nha. Không có sao, mình cũng đâu có quay lại hồi. Bây giờ hai đứa mình đi mua nữ trang đi. Ừ, thôi, em không có quen đeo nữ trang. Hay là mình mua một cặp nhẫn cưới thôi là được rồi ha. Má dặn kỹ lắm, không có sắm đầy đủ lễ vật là má rầy đó. Nhưng mà em không có quen đeo thì... Em không đeo thì cất làm kỷ niệm. Đời người chỉ cưới có một lần thôi. Hồi nãy giờ là hai chuyện rồi đó, đổi tới nói luôn là không có hên đâu. Ồ, em xin lỗi. Tại em tiếc tiền nên... em xin lỗi. Thiệt á, kiếp trước mình dụng đường tu hay sao, tu không có tới hay phá chùa gì, kiếp này còn ăn ở ác đức, bị hai thằng quỷ đó nó hành hạ hoài, làm cái kiếp nô tỳ cũng không xong. Em ở đây đợi anh một chút. Dạ. Chẳng lẽ bây giờ mua thuốc chuột về giết hai thằng đó chứ? À, ông Kim Phát, vàng và tiền của má tôi đâu? Sao bây giờ ông ra nông nổi này? Cậu là cậu hai hay cậu ba? Là thằng nào cũng được. Là thằng nào thì ông cũng phải trả lời câu hỏi của tôi. Khi nào ông về dưới gặp má tôi nói chuyện phải quấy đây.
Ủa, tôi có bằng cái chi đâu mà gặp má cậu nói chuyện phải quấy. Ông trả lời câu hỏi của tôi đi. Khi nào ông về gặp má tôi? Tôi sợ tôi có về dứt má cậu không dám gặp tôi thôi. Ông thôi cái kiểu nói đó đi. Ông đừng có ngộ nhận. Đúng thật là má tôi có những giây phút yếu lòng. Nhưng xưa nay má tôi có chừng mực, luôn giữ danh tiết gia đình chồng con. Ôi má mấy người coi trọng danh tiết uy tín chồng con mà đưa vàng đưa tiền ta cả đóng, không bắt người ta viết một chữ hay một tờ giấy để mà lặn lưng. Đó là tính chất, là những mưu mô quỷ quyệt của ông bày ra, nói về những chuyện hùng hạp làm ăn, chứ không có chuyện trai gái lẫn lừa ở đây. Ông xúc phạm má tôi một lần nữa, tôi kiện ông ngồi tù đó. Ông tưởng ông là ai? Ôi ta biết bây giờ sao xa cơ thất thế rồi mẹ ơi. Mẹ cũng đừng hạ nhục tao, đừng có chửi tao giữa đường giữa xá gì. Ôi mà mẹ yên tâm đi, trước sau thì tao cũng về quê gặp má mày với mày à. Chứ tao đâu phải con kiến hay con gián mà tao trốn được đâu. Mẹ yên tâm đi. Mà tụi bay cũng ngộ lắm, cũng lặt mặt chứ lắm. Con Kim Ngân với Hoàng mới có bỏ nhau à, là tụi bay trở mặt liền. Ông nói là ông nhớ giữ lấy lời đó. Cậu giáo ơi, cậu giáo. Dạ. Con thưa dì hỏi mới qua. Nè, tôi bưng qua cho cậu nồi thịt kho rượu nước dừa hột vịt, ngon lắm đó. Để 10 ngày cũng không có thiêu nhớt đâu. Khi nào mà muốn ăn chỉ cần bắt nồi cơm lên, xong cái chạy ra hái rau vô là ăn liền. Dạ con đội ơn dì hỏi với lại cô Thắm lắm. Dạ con mời dì hỏi vô nhà. Dạ con mời dì hỏi ngồi. Con mời dì hỏi uống trà. Cảm ơn cậu. Mà dì nè. Dì bưng bê qua đây chi cho mất công. Con bên đây có mình ơn à, con ăn cái chi cũng được mà. Mất công cái gì không biết nữa. Coi như là tôi đi tới đi lui, tôi tập thể dục đi ha. Với lại tôi qua đây là để cảm ơn cậu giáo về cái chuyện mà chỗ ở của ông Út lâu đó. Mấy tháng thì mấy tháng, chứ đi học về cũng phải có cái chỗ nghỉ ngơi cho nó đàng hoàng. Chứ hồi còn ở nhà Hai Hoàng đó, tôi nghe ông Kim Tuyền nó kể lại, không có đêm nào mà yên giấc hết vì cái tiếng đập đồ liên miên. Dạ lúc con lên tỉnh con có chứng kiến mấy lần nên con thấy không có an tâm. Con có khuyên cô Út á, là phải dọn ra chỗ khác ở để mà còn an tâm học hành. Bởi vì sắp tới là mấy tháng thi đó gì, cho nên là đầu óc rất là căng thẳng. Mình phải chọn một nơi nào đó vắng vẻ, yên tĩnh để mà còn an tâm học bài nữa chứ. Bởi vậy tôi không biết nói chi hơn. Hết lần này cho tới lần khác, gia đình của tôi mắc nợ ân nghĩa của cậu quá nhiều. Kìa gì, mình là chỗ thâm tình với nhau mà. Dì cứ coi con như là con cháu trong nhà đi, chớ có phải là người xa lạ đâu nè. Vậy thì chiều nay qua bển ăn cơm hen. Dạ. Có một ba hạt nữa. Bữa nay ăn mừng, thằng ba hạt nó chở con Hồng Thắm đi may áo cưới. 10 năm rồi mới có được một ngày vui. Cậu qua bển nó chung vui với tụi nó nghe. Dạ nhất định chiều nay con sẽ qua bên đó chơi. Sẵn nhậu nhẹt luôn. Thằng Năm Ngao á, nó có ngâm cái hũ rượu chuối hột, nó ngâm được một năm rồi đó. Qua bển uống vài chung gãn gần gãn cốt. Dạ. Vậy uống nước đi. Cảm ơn cậu. Út lâu. Chà, Út lâu càng lớn càng dễ thương ha. Bộ
Út Lâu đi đâu hả? Để anh đưa Út Lâu đi nha. Đúng là quan gia ngõ hẹp, người không ưa, đi đâu cũng gặp hết là ăn sao? Út Lâu nè, sao lần nào gặp Út Lâu cũng nói nặng lời với tôi vậy? Bộ Út Lâu không sợ tôi buồn đó đa? Út Lâu có nghe người ta nói không? Có duyên thì mới tương hội tương phùng, chứ vô duyên thì gặp phải cảnh đầu non cuối bể, nhiều khi cả đời không gặp được nhau đó đa. Nè, tôi hiểu rõ ông quá mà, nó văn nó thơ làm chi vậy? Út Lâu nè, Út Lâu không có hiểu được cái lòng dạ của tôi. Tôi thương Út Lâu mà, tôi để ý Út Lâu lâu lắm đa, mà Út Lâu cứ hờ hững, cứ thấy cái bề nổi của tôi, không chịu nhìn thấy cái bề chìm. Quan ức lắm đó Út ơi. Tôi tới đây kiếm anh tôi, không gặp anh tôi đi về là mình tránh đường. Thôi mà Út Lâu, lỡ có duyên gặp nhau rồi, cho anh xin ít phút nha, đến bày tỏ tâm sự. Tôi không có muốn nghe ông nói. Út Lâu, anh chỉ xin một lần này thôi. Thật sự anh với Kim Ngân chỉ là ký ức xa xôi, cái thời con nít tóc còn để chỏm đó đa. Tại Kim Ngân tự ý ôm hình bóng rồi tương tư rồi đeo bám theo anh. Anh thề đó, anh thề luôn, anh không có một chút tình cảm nào với Kim Ngân hết. Bởi vậy, chính vì cái chuyện đó đó mà khiến cho anh với anh hai của em đang là bằng hữu, tự nhiên cái trở thành tình địch hả? Trong cái chuyện này Út Lâu phải hiểu cho tôi, tôi bị cái thế bị động mà oan ức lắm. Ông tự nói, tự nghe, tự hiểu. Ông cản đường tôi nữa, tôi la lên là cướp đó. Út Lâu, anh không tin là không có được em. Anh Nam nè, có cái chuyện này nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà tôi muốn khi tôi nói ra rồi, tôi muốn anh đồng ý. Nhưng mà chuyện chi? Thì sao à? Anh ba không nói ra luôn đi, anh ba làm tôi tò mò rồi đó nghe. Nhưng mà tôi nói trước à, tôi phải nghe rồi thì tôi mới quyết định được đó nghe. Tôi muốn anh làm chú rể phụ trong đám cưới của tôi. Cái gì? Tôi mừng rể phụ hả? Đúng rồi. Thôi, không được đâu. Được, không ai tốt hơn ngoài anh. Cái đó là về phần anh thôi, chứ còn về phần tôi á, tôi nói thiệt, tôi thấy hơi bị bối rối á. Tự hồi nào giờ đâu có mừng mấy vụ này. Anh yên tâm đi, anh giúp tôi chuyện này đi, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời. Không ai tốt hơn anh làm chú rể phụ trong đám cưới của tôi đâu. Mà được không? Tôi nói là được. Nhưng mà tôi hỏi anh câu này cũng quan trọng lắm nè. Nếu như tôi mừng rể phụ thì ai mừng dâu phụ? Bởi vì tôi thấy cô Thắm đâu có bạn bè chi đâu. Anh không cần phải lo chuyện đó, tôi cũng đã nhắm người làm dâu phụ rồi. Ai? Ai à? Cô Út Lâu nhà tôi. Ê! Được đâu? Trời ơi, anh ba mận vậy rồi mất cái duyên của cô Út hết. Thôi tôi con trai không sao, chứ còn cô Út con gái mà. Anh Nam đừng có lo, cứ để trời lo. Thôi, vô tiếp anh Nam.
Cảm ơn anh trước nha. Mà được không? Tôi nói là được, được. Anh cứ yên tâm đi. Được hen. Được. Kêu con ra đây làm chi vậy cha? Giờ này tối rồi mà. Cha đã có rảnh mà tự nhiên kêu mày ra đây hả? Mấy ngày nay nè, tao ở chung nhà với hai thằng quỷ đó, nó sai việc tao làm á, y như khổ sai vậy đó. Thiệt tình nghĩ mày tức dễ sợ. Người ta nhìn mày á, tao nói tao có phước nè, có đứa con gái xinh đẹp, mỹ miều, dễ thương, thế nào về già tao cũng hưởng phước là được mày chăm sóc. Bây giờ làm sao? Về già tao gì nè, đi ở đợ không công nè. Trời ơi con khổ ghê luôn á. Cha như vậy là do cha thôi. Sao do cha? Con nói phải không? Nè ha, đương buôn cao su ngon lành, đương buôn muối ngon ăn, tự nhiên cái cha bỏ hết, cha đi buôn đồ cổ. Mà cha có biết gì về đồ cổ đâu mà buôn. Con nói thiệt nghe, cái số tiền mà hai hoàng á, nó đánh bài mà nó mất á, nó không có bằng một góc của cha đâu. Gia sản mà cha mất á, nó gấp cả ngàn lần so với lại hoàng kìa. Mà nín đi, mà đừng đem hai hoàng ở đây so sánh với tao. Tao bị bỏ bùa mê á, bùa mê hút lú mà nghe người ta nói á, chứ ai mà lường gạt được tao. Trời ơi, cha mà không bỏ bùa người ta thôi, chứ ai mà bỏ bùa được cha. Mình tự nhiên không, cái nửa đêm nửa hôm dựng đầu con dậy kêu con ra đây, cái dần lân rồi chửi con. Tao kêu mày ra đây, tao báo mày biết một tin động trời nè. Thôi, đối với con bây giờ không có cái tin nào mà động trời hết trơn hết trội á, con mệt lắm. Thôi bây giờ như vậy hen, để con nói với anh Quang Dũng á, ảnh cho cha mượn lại cái nhà mà ảnh mới mua của hai hoàng, rồi cái cha xin ảnh mở cái tiệm chập phô bán lại từ đầu. Trời ơi, trời ơi, mày ngu quá, mày khờ quá à. Chuyện chi nữa? Mày nghĩ sao? Cái nhà nó mới mua của ông hai hoàng, nghĩ sao mà mày mượn nó cho tao vô đó ở nhờ? Đâu còn đâu, mấy ngày nay nè, thằng hăng heo nó đi kêu bán lại rồi kìa. Gì kỳ vậy? Sao con đón nghe anh Dũng nói gì đâu? Bởi vậy mày đẹp mà ngu. Trời ơi, suốt cuộc đời mày cái gì cũng quan dũng hết trơn. Mày thua trắng rồi, mày quánh bài bù à, lúc làm bù lúc là bù, không một lúc nào luôn. Kim Ngân ơi, con không nói chuyện với cha nữa đâu. Con nói chuyện với cha hồi con mệt mỏi lắm, con đi về đây. Ủa, tao nói mày cái tin động trời là thằng Quang Dũng nó bán cái nhà mà. Ê Kim Ngân, ủa gì kỳ vậy? Sao giờ này má chưa chịu ngủ mà lại ngồi đây vậy? Tao vô buồn nằm rồi đó chứ, nhưng mà tự nhiên thấy ruột gan nó nóng rang à, nên mới ra đây thắp nhang cho ba bay rồi tao ngồi đây tĩnh tâm một chút. Hay má đang lo nghĩ chuyện ly hôn của anh hai? Anh hai còn trẻ, thế nào cũng gặp được mối lương duyên tốt. Má đừng có lo nghĩ nữa. Ôi, anh hai bay á thì tao rầu lâu lắm rồi, cho nên á, riết là nó cũng chai lì luôn. Bây giờ không còn rầu nữa mà chỉ bực bội một chút xíu thôi. Hay má đang nghĩ chuyện của Út Lâu hả? Cô Út Lâu bây giờ đã có nơi ăn chốn ở đàng hoàng rồi, có anh giáo lo tươm tất rồi mà. Con Út Lâu thì lo chi cho nó? Nó học có tới nơi tới chốn rồi, nó ra trường về đây dạy chung với thầy giáo Nam, đó cũng là cơ duyên, thấy không? Có cái chi mà má phải lo nữa con? Vậy thì còn chi nữa đâu mà má phải lo nghĩ. Thôi má đi ngủ đi. Nhưng mà không hiểu sao tim gan phèo nổi má, giống như là có lửa đốt ở trong vậy đó. Má ngủ không có yên con à. Thôi mà, má đừng có lo nghĩ lung tung chi hết. Vô buồn nằm nghỉ đi. Hay con pha cho má ly sữa, uống đằng đằng cho dễ ngủ nghe. Ừ.
Dạ mời ông. Cảm ơn. Dạ. Anh ba gặp anh hai chưa? Chưa. Anh ba lên đây gặp anh hai để bàn cái chuyện mua lại hiệu đồ cổ Hòa Hạc Lâu đúng không? Đúng rồi. Vậy sẵn tiện anh ba cản anh hai đi, đừng có cho ảnh tới nhà ông Quang Dũng. Em có cản rồi mà ảnh không có chịu nghe em. Cản chi mà cản, đôi khi phải đối diện với kẻ thù đó cũng là một cách rất tốt. Tốt cái chi mà tốt. Em thấy đừng có nên dây dưa với mấy hạng người như vậy. Họ trong tối, mình thì ở ngoài sáng. Mà tiệc chi? Khi nào diễn ra? Ông Quang Dũng nói là tiệc mừng tân gia, mà cái nhà đó là nhà của anh hai bán cho ổng. Em không hiểu sao anh hai chịu đi nữa. Lần đầu về nhà cũng thấy ông ngồi để ăn là sao? Trời đánh tránh bữa ăn, đang nuốt cơm mà chửi vậy sao nuốt nổi. Hôm nay nhà có tiệc, ông coi lánh mặt đi. Có tiệc thì phải để tôi ở nhà bưng bê chứ. Hỏi đi, có ông ở nhà cho hỏng chuyện hả? Tiệc này là tiệc của Quang Dũng với Hai Hoàng. Tụi nó nối lại tình xưa, mà ông với Hai Hoàng là đối nghịch nhau. Có ông ở nhà tôi thấy không ổn đâu. Tôi không đồng ý có bán mặt ở đâu. Trời ơi, ai muốn gặp mặt Hai Hoàng. Nhưng mà cho tôi đi mai về được không? Ờ, thì ông muốn đi đâu đó thì đi, miễn sao đừng có ở đây là được. Cảm ơn. Coi ăn xong thì tìm chỗ né đi, đừng có ở đây lâu. Anh hai. Cũng lâu. Đi ăn tiệc với anh hai không? Anh hai đừng có ghẹo em nữa. Em có ưa chí công Quang Dũng đó mà tiệc với Tùng. Cái con nhỏ này đúng là ngốc thiệt. Em ghét người ta mà để cho người ta biết thì đúng là dại khờ. Mà không phải chỉ có mỗi chuyện này đâu nghe. Anh hai nói để cho biết mà rút kinh nghiệm, không có được chạy cày chạy cối đó. Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh ba biểu em qua đây nói với anh hai về cái việc mà mua lại cái hiệu đồ cổ Hòa Hạc Lâu á. Rồi thằng Ba Hạc đâu rồi? Anh ba đi với anh Hoài Nam. Mà anh coi gặp người ta sớm để chốt giá nha. Chứ bớt được đồng nào hay đồng đó, mình còn để dành tiền bằng ăn nữa. Ừ, tại vì ngày xưa anh bán cho người ta, bây giờ anh nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Dạ. Chứ thằng Ba Hạc có biết ớt chắc gì đâu. Vậy bây giờ anh hai đi liền đi. Anh ba biểu em là nói anh hai đi liền á. Thôi, để xong tiệc đi rồi mà anh hai tính. Thôi, tiệc tùng chi. Anh hai nhậu nhẹt rồi trễ nải công việc nữa. Anh hai đi liền giờ đi mà, để anh ba còn chạy tiền mà lo chuyện này nữa. Ủa, chứ không phải đã có tiền sẵn rồi à? Em không biết, anh ba dặn em mà nói với anh hai như vậy. Bây giờ em đi học, anh hai lo chuyện đó đi nha, chuyện ăn nhậu để sau. Ừ. Chuyện đến nước này rồi, em còn sợ cái chi nữa đó. Anh tin là em mừng được mà. Nghe anh dặn nè,
Lát nữa em bưng cái ly ra, em phải nhớ cho kỹ ly nào có đọc sẵn, bưng cho nó uống nha. Em giỏi lắm đó. Xong chuyện này mình mừng đám cưới liền nha. Con